Đó là trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ hai. Ở bên kia lại có Sen. Sen Pho. Yes. Hakata. Yes. Đó là phía bên này có AC Roman. Thế như vậy là AC Roman được xem là Sen Pho là cân đi. Hakata thì bên này là Greg và Maxe. Thôi được rồi. Kéo vẫn cân và xúc trận thi đấu tiếp theo trong thi đấu thứ hai. Làm 3C cho nó mát máy rồi sau đó thì về xem bóng là vừa. Đây là màn hình máy của cái thủ Tiểu Bạch Long là người cầm Roman, nhưng lại tủ cầm phía trong. Đây là màn hình máy của thủ Chip Boy là người cầm AC. Thế như vậy màu 8 Lina là người cầm Max C thì sẽ là người dâng ra. Sẽ là người dâng ra để chém cho cái thủ Chip Boy. Người cầm AC sẽ đánh cùng. Và đây là Vâng Greg. Thôi rồi, Greg cứ thẳng cánh co bay mà chơi thôi. Còn lại thì Linda là người dâng ra, còn chúng con sẽ là người vẫn chém, nhưng có điều là chém ở nhà. Đây mà hình thấy cái thủ Tiểu Bạch Long xem có thế không. Đó, như vậy là đất xanh và nhiều rừng, thế là cũng được rồi. Đấy là hôm nay em cũng xem màn hình máy của cái thủ Linda thôi. Người sẽ là người dâng ra phía ngoài là cái thủ Chip Boy. Còn Greg của anh mèo, à hay là thôi xem Greg của anh mèo đi. Lỗi nhiều. Nó quay xài chắc giật mình. Chắc giật mình lỗi nhiều. 10 trên 12 tham gia hôm nay. Cũng may là không có nghe. Lỗi nhiều cũng được nhưng không có nghe. Hy vọng sẽ có những đồ ăn sớm nữa. Yêu nữa, coi nữa. Dành cho cái thủ mèo mèo để mèo mèo có thể ép sớm. Thế như vậy là không cần voi, không cần yêu. Đã thấy quả phụ. Từ núi phụ. Mình sáng
Đủ con thỏ mổ đòn đồ. Và chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu thôi. Trận thi đấu mà cái thủ Chip Boy đang có cái tham lai khá to thời điểm hiện tại.
Có điều là bên kia cái thủ không thể cản phá, thế cái thủ nơ 1 đã có một vài lên 4 sở trường. Bây giờ thì Anita cũng lên tất tay, vừa rồi một tên ốp khá thành công, nhưng mỗi đội bây giờ thì nơ 1 vẫn đang sống nhăn răng nè. Lượng cung lửa tích được bây giờ không phải là ít. Thế bây giờ thì cũng toàn bộ lượng cung ở nhà đây bây giờ thì bê lên được. Nếu mà chơi theo cái kiểu mà vâng biến hình lên được thì có lẽ là ốp chết. Nhưng mà bây giờ thì cũng là mỏng như thế này, tôi nghĩ là cũng khó. Thế còn dũng con bây giờ tham lai bao nhiêu? Đây là 22 thôi. Bài chúng con bị bài đâm bi cổ truyền của game thủ Van Lớp rất sớm. Đây là Chip Boy. Thế còn anh Mèo bây giờ thì giặt dẻo với tham lai bao nhiêu? Như vậy là cũng Y. Nhưng đây là Y Greg vào la liếm nông dân. Ăn được quá nhiều nông dân với thủ nơ 1 trong tuần này. Ô ăn rất nhiều nông dân với thủ nơ 1 này. Thế còn anh Linda bây giờ lao vào được bao nhiêu? Vừa cũng đông ấy, cũng đông ấy. Anh Linda là Y chương 3, khá hơn cái bạn Y chương 1 tí. Cung A có lửa đan 5 cộng 1 đó là 6, 6 bắn phát mất 3 máu. 10 con bắn phát thì mất 30 máu. Còn chỗ này là tầm 6 con lao vào. Đấy, ủa ôi, lên rất đều, quá kinh nghiệm rồi cho anh Linda. Vâng, quá kinh nghiệm. Và bây giờ chúng ta cũng xem màn hình máy của thủ Chiboy, xem Chiboy có dồn lên và đẩy chết được nó 1 hay không. Thế là ốp thành công rồi này, cái khả năng nó 1 oảng vào trận này thắng này. Nó 1 lên 4 xong rồi vẫn không thủ được nhà. Thế như vậy là khả năng vẫn oảng đấy. Oảng này, oảng này. Oảng rồi, thế như vậy là nó 1 oảng rồi đấy. Thế có win được hay không, có win được hay không, chúng ta cùng chờ xem. Bao giờ thì quit. Lao vào đây để làm cái gì đây, vô thường lao vào đây bằng cái gì đây. Đây mà máy của cái thủ Chip Boy là vô thường lao bằng lạc đà cá tha. Vẫn đang chảy cối, nó 1 vẫn đang chảy cối, map game tích được map to. Nhưng mà bên kia thì thế như vậy là cái thủ núi đi sai rồi. Quá khó đánh, tham lái đè lên quá mạnh, tỷ số lại là 2-0 ở trong xe này rồi. À không, đây là Phoenician lên cung A, tôi nhầm, không phải Minoan, Phoenician lên cung A. Sao anh lăn ra quảng? Kia không vẹo nhiều. Tham lai bên này không bị đè quá gấp. Cũng chỉ là một chút ở những thời điểm đầu khi mà cái thủ dũng con bị mất tham thôi, nhưng khi Chip Boy bắt đầu nở ra thì tham lai đè lại. Và tỷ số là 2-0 ở trong xe đấu thứ 2. Và ông ta cũng tiếp tục đến với trận thi đấu tiếp theo thôi. Và nếu xe này 3-0 thì có lẽ là lại chia lại kèo. BB sẽ là người vào sân thôi. BB đang ngồi hóng từ đấy giờ rồi. Mặt đần ra như thể cái gì ngâm ấy. Ngồi như thể là xem tắt ao vậy. Và bây giờ thì cũng đang chắc là đang cầu mong chim lợn đẻo. Chim lợn đẻo cho Van Lớp. Núi đâu một và cái thủ vô thường. Đấy làm sao dễ thua để có thể vào thi đấu được. Và ông ta cũng chuẩn bị đến trận thi đấu tiếp theo thôi. Thank you.
Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Start the game already. Yes. Yes, yes. All the mods.